Phần 26. Tối hôm đó cuối mùa thu, đầu mùa đông, trời mưa phùn lất phất, gió lạnh buốt. Lúc ấy, trong nỗi lạnh lẽo cô đơn, tôi muốn ở lại với mẹ vô cùng. Tôi muốn đêm hôm đó được gục đầu vào vai mẹ, nghe mẹ kể lại những câu chuyện vui buồn của cuộc đời mà mẹ đã đi qua, để được lần cuối cùng thu vào trong tâm trí tôi hình ảnh của mẹ trước khi tôi ra đi. Nhưng nhìn những mảng sáng tối bủa vây chung quanh, tôi linh cảm như có muôn vàn nguy hiểm đang bủa vây rình rập. Tôi thực sự hoảng hốt, nghĩ không sớm thì muộn, cuối cùng tôi sẽ bị Cộng sản bắt giữ. Tôi lo sợ nếu tôi còn chần chừ ở Hà Nội, tôi sẽ bị chúng bắt và sẽ làm liên lụy đến những người thân yêu, trong đó có mẹ của tôi. Đã từ lâu tôi luôn thầm nhủ với lòng, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi đắng cay, chịu đựng mọi nguy hiểm cho mình, nhưng không bao giờ làm cho những người thân yêu của mình bị liên lụy. Mẹ tôi đã già yếu, nếu bị Cộng sản bắt giữ hành hạ và đau khổ khi chứng kiến tôi bị bắt, mẹ sẽ đau khổ và tổn thọ vô cùng. Không, tôi không thể nào để mẹ chứng kiến hay bắt tin tôi bị bắt. Muốn vậy tôi phải ra đi, để nếu có bị Cộng sản bắt giết, tôi sẽ bị bắt, bị giết ở một nơi nào đó mà mẹ không thể chứng kiến, không thể biết. Nghĩ vậy tôi âm thầm gạt lệ đi ra cửa, đưa tay kéo cánh cổng gỗ, cài chốt cổng. Tôi thấy bàn tay của mình run lên và trong lòng nghẹn ngào xúc động. Tôi lo ngại ra đi lần này là mãi mãi vĩnh biệt, vĩnh biệt căn nhà, vĩnh biệt mẹ. Cho dù tôi có vượt biên thành công, để rồi tôi được sống sót ở một nơi nào đó trên thế giới, thì Việt Nam sống trong sự kìm kẹp của Cộng sản, tôi cũng không thể nào trở về đoàn tụ với mẹ hay về thăm mẹ. Như bị một sức mạnh vô hình níu kéo lần cuối, tôi vịn tay vào cánh cổng gỗ, ngửa mặt nhìn vào bầu trời đen kịt, mặc cho những giọt mưa phùn lạnh lẽo hòa cùng nước mắt, để thấy lòng mình thật đau đớn, cuộc đời mình thật bất lực. Ngay cả những giấc mộng còn con bình thường trong cuộc sống, được sống với mẹ, tôi cũng không làm nổi. Từ ngoài đầu hẻm có tiếng chân người đang đi tới. Tôi thở dài nhìn lần cuối cùng căn nhà của mẹ, rồi quay lưng, bước đi lầm lũi trong con hẻm đầy bóng tối. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió lạnh hú từng cơn vật vã, nhưng tôi vẫn lầm lũi bước đi trong niềm tuyệt vọng và nỗi nhớ nhung chất ngất. Chẳng hiểu sao, trong tâm trạng đó tôi chỉ muốn đầy đọa thân xác tôi, đầy đọa cuộc đời tôi, chìm ngập trong giông tố bão bùng và đau đớn. Sự thực sau này, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tôi đã lo ngại. Sau khi ghé thăm mẹ lần cuối vào buổi tối hôm đó, tôi ra đi và đi mãi. Suốt thời gian ngót 30 năm trời, để rồi cuối cùng tôi bàng hoàng đau đớn khi tin mẹ tôi vĩnh viễn giã từ cõi đời vào một ngày cuối năm âm lịch cách đây không lâu. Em tôi nói với tôi qua tiếng khóc nức nở cho đến những ngày hấp hối sắp qua đời, ở tuổi ngoài 90. Trên giường bệnh, mẹ tôi vẫn cứ nhắc tên tôi bằng những lời thều thào ứa nước mắt. Thằng Chí đâu rồi? Sao nó bảo nó đi một lúc thôi mà nó đi mãi không thấy về? Khi nhận được tin mẹ qua đời, tôi vô cùng đau đớn. Ngay buổi tối tôi ngồi kể chuyện cuộc đời vô cùng đau khổ của mẹ, cùng những nỗi trái ngang trong tình mẫu tử giữa mẹ và tôi cho các con của tôi nghe. Để rồi tất cả mấy bố con chúng tôi cùng ôm nhau khóc. Những lời kể đầy xúc động, đứt nối trong sự nghẹn ngào của tôi. Những câu hỏi ngây thơ của các con tôi cùng những giọt nước mắt của các con và của tôi tối hôm đó đã thắt chặt hơn nữa sợi dây tình cảm thiêng liêng của tình bà cháu, tình mẫu tử, tình phụ tử, cùng tình yêu quê hương đất nước của các con tôi và tôi. Đúng nửa đêm hôm đó, tôi đáp chuyến tàu tốc hành Hà Nội đi Hải Phòng. Cũng giống như những lần trước, tôi không mua vé và không vô ga Hà Nội bằng cổng chính. Trời khuya tối đen như mực, cộng với mưa phùn gió bấc lạnh như cắt da, đã giúp tôi lọt vào sân ga một cách dễ dàng. Nhờ đó có kinh nghiệm thường xuyên đi tàu trốn vé, nên tôi nhanh chóng qua mắt được nhân viên kiểm soát vé và an ninh của Cục Đường sắt Việt Nam. Tại Hải Phòng, tôi có quen hai gia đình. Một là gia đình của QM, người bạn tù với tôi ở quân lao Gò Vấp. Gia đình thứ hai là gia đình TP, chị ruột của NK, bạn học cũ của tôi. Nhờ thuộc lòng địa chỉ của hai gia đình, nên ngay khi tàu dừng lại tại ga Hải Phòng, tôi đã gọi xích lô đến nhà QM trước. Tôi đến nhà QM vào một buổi chiều cuối tháng 8 năm 78.
Thời tiết lúc đó đã rất lạnh vì mưa phùn gió bấc. Tôi co ro, chạy vội từ chiếc xích lô vào hàng hiên, đưa tay áo lau qua mặt mũi, rồi xoa hai tay vào nhau một hồi cho đỡ cóng vì lạnh. Trước khi tôi đưa tay gõ vô cánh cửa bằng gỗ lim đen và dày, gõ cửa đến lần thứ hai, cửa mới hé mở. Người mở cửa là một cô bé tuổi mới 14-15, tóc cột thành hai bím nhỏ, hai mắt đen láy nhưng đầy vẻ tò mò e ngại. Cô bé hỏi tôi, giọng lễ phép nhưng rụt rè. Thưa chú hỏi ai ạ? À? Tôi hơi ngần ngừ không biết có nên nói đến tên của QM hay không. Nếu nói, liệu cô bé này có biết QM là ai? Nếu không, làm sao cô bé biết tôi là ai? Sau một thoáng suy nghĩ, tôi nói ngay, chú là bạn của chú QM, ông con có nhà không? Cô bé nhíu mày, trông có vẻ chững chạc như người lớn, nhưng đầu hơi nghiêng nghiêng, vẻ ngây thơ như một con chim non. Chú QM, cháu chỉ nghe ba cháu nói về bác QM thôi, nhưng bác QM cháu không có nhà, chỉ có ông nội cháu. Tôi chợt nhớ, trong tù QM đã nói với tôi anh là con trai cả, như vậy đáng lẽ tôi phải nói mình là bạn của bác QM, thì cô bé mới bớt ngỡ ngàng. Tôi định lên tiếng thì cô bé nói luôn, giọng líu lo rất dễ thương, chú chờ cháu một chút để cháu vô thưa với ông nội. Dứt lời, cô bé cẩn thận đóng cửa cài then. Tôi nghe tiếng chân cô bé chạy vô trong nhà, lòng ngạc nhiên không thể ngờ được cô bé lại ăn nói lễ độ đến như vậy. Không đầy mấy phút sau, có tiếng chân đi dép lẹp kẹp, tiếng kéo then cửa lạch cạch, rồi cánh cửa mở rộng. Trước mặt tôi là một cụ già khoảng 70 tuổi, đậm người, râu dài, lông mày rậm, tóc dài, tới vai, da rẻ hồng hào. Tuy cụ đã lớn tuổi nhưng mắt rất sáng và tiếng nói sang sảng. Anh là bạn của thằng M phải không? Mời anh vào, mời anh vào. Tôi kính cẩn thưa cụ. Cụ già cười ha hả. Tôi là bố của nó đây. Tôi cũng là M, nó là con cả. Khi đẻ nó, tôi không có nhà, nên mẹ nó nhớ tôi quá mới lấy tên của tôi đặt cho nó. Mời anh vào đi. Mà anh đừng có gọi tôi là cụ già chết, cứ gọi tôi là chú được rồi. Tụi trẻ quanh đây chúng nó vẫn gọi tôi là chú M đó. Tôi năm nay gần 80 tuổi nhưng còn trẻ khỏe lắm. Cụ mời tôi ngồi xuống chiếc sập bằng gỗ lim và thong thả pha trà mời tôi uống. Tôi vừa uống trà vừa kể cho cụ nghe về tình bạn giữa tôi và QM. Cụ im lặng lắng nghe, phong thái bình tĩnh, nét mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt của cụ rất buồn và xúc động. Hút một điếu thuốc lào, cụ nhìn tôi mơ màng. Tôi hỏi câu này, nếu không nên không phải, mong anh bỏ qua. Theo anh thì thằng QM nhà tôi còn bị tù bao lâu nữa? Tôi ngần ngừ một chút rồi thành thật, thưa chú, cũng tùy theo tình hình, nhưng cháu nghĩ nhanh nhất cũng phải 3 năm nữa. Còn lâu nhất? Dạ lâu thì cháu nghĩ phải 10 năm. Cụ thắc mắc, anh nói tùy tình hình là thế nào? Dạ thưa, tình hình ở đây là xã hội ở bên ngoài có ổn định hay không? Nếu ổn định thì tù chính trị sẽ được thả sớm, còn không thì có khi bị tù dài dài. Sau đó cụ mời tôi ăn tối. Chờ tôi ăn đến chén thứ 3, cụ mới thong thả nói, giọng rất xúc động. Anh quen thân với thằng M ở trong tù, nên tôi coi anh như con. Trước đây đọc những lá thư anh viết hộ cho nó khi anh còn ở trong tù, tôi rất quý anh. Vì ngôn ngữ của thằng M nhà tôi, nó không đầm thắm tình nghĩa như vậy bao giờ. Thằng M nó lêu lỏng đàn đúng với bạn bè, chẳng chịu học hành gì cả, nhưng tôi không giận nó chút nào. Tôi nói thiệt với anh, gia đình tôi, ngần đó đứa con, đứa cháu, không đứa nào tôi cho chúng nó đi học. Đi học mà làm gì? Thời đại này chúng nó đi học chỉ thêm hư hỏng thôi. Vì thế để chúng nó ở nhà, tôi trực tiếp dạy dỗ, nên anh thấy đó, mấy đứa con đứa cháu của tôi chúng nó rất là lễ phép, khác hẳn trẻ con thiên hạ. Tôi trầm ngâm một lúc, rồi thưa thực hoàn cảnh vượt ngục của tôi. Cụ ngồi im lặng nghe tôi nói. Tôi nói xong cụ hỏi, bây giờ anh có giấy tờ gì trong người không? Tôi thưa có, rồi lấy giấy tờ đưa cho cụ coi. Coi kỹ càng xong, cụ hỏi, những giấy tờ này tuy là giả, nhưng tôi thấy thật 100%, vì thế anh cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Anh cứ yên tâm đi, gia đình của tôi tuy có thằng M đi tù, nhưng ở đất này tụi công an khu phố cũng có phần nể nang nhà này. Thằng trưởng đồn công an khu phố này đây lại đang muốn làm con rể của tôi, vì thế thằng hai nó mang giấy tờ của anh sang trình cho hợp lệ thôi. Tôi bảo đảm là nó không có tra hỏi gì anh đâu. Tôi ngủ lại nhà cụ M 2 đêm,
rồi tạm biệt cụ lên đường đi Móng Cái. Đây là chặng đường gian khổ và nguy hiểm nhất cho tôi. Xe đò trên chặng đường này rất hiếm, hầu hết đều là xe nhà binh hoặc xe của các công sở chở hàng hóa di tản. Không khí trên các chặng đường từ Hải Phòng đi Móng Cái rất là sôi sục khí thế, chống Trung Cộng. Đâu đâu cũng đầy cờ xí khẩu hiệu, loa phóng thanh và những đoàn người hô to các khẩu hiệu chống Trung Cộng hoặc hát các bài hát kích động lòng căm thù Cộng sản Tàu, kêu gọi mọi người sẵn sàng hy sinh, bảo vệ Tổ quốc. Trưa hôm đó, tôi thấy một cụ già kéo một chiếc xe bò đầy các bàn chông thép đang ngồi nghỉ ăn cơm nắm ở dưới một gốc cây bên vệ đường. Cụ khoảng ngoài 60, râu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ bộ đội đã bạc màu, rách như tổ đĩa. Chờ cụ ăn uống xong xuôi, tôi bước lại mời cụ điếu thuốc. Cụ cầm điếu thuốc nhìn tôi, mắt hấp háy vẻ ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Tôi ngồi xuống bên cạnh cụ lễ phép giới thiệu. Thưa cụ, con tên là Lai, còn cụ Quý Danh. Cụ cười ha hả cắt ngang lời tôi, Quý Danh. Tôi từ bé đến lớn nghèo hèn khốn khổ, chả có cái gì gọi là quý, thì làm gì mà có quý danh. Cậu cứ gọi lão là bò giếng đi. Lão làm con bò kéo xe cả mấy chục năm nay rồi, còn giếng hả? À, nhà lão có cái giếng, cả làng đến xin nước, nên họ cứ gọi lão là bò giếng. Tên thật của lão thì cũng có chứ, nhưng bà con gọi mãi là bò giếng thì mình nghe hoài cũng quên luôn cả cái tên thật của mình. Vậy cũng vui, cậu ở quanh đây hả? Tôi thưa con ở Hải Phòng. Cụ ngạc nhiên, ở Hải Phòng? Từ đó đến đây cũng vài trăm cây số, sao cậu đi xa vậy mà chẳng có hành lý gì là thế nào? Con đi thăm người bạn ở Móng Cái. Thăm ai thì cũng vậy, đi xa thì mình phải có hành lý chứ. Nghèo giàu gì cũng phải mang theo bộ quần áo, chứ đi tay không như cậu thì cũng hơi lạ. Vậy nên tôi mới ngạc nhiên tưởng cậu người ở đây. Nói đến đó, cụ quay nhìn tôi vẻ thăm dò. Tôi tảng lờ như không biết hỏi tiếp. Cụ cho con hỏi cụ kéo xe trông này đi đâu vậy? Tôi kéo lên trên Tịnh Xá. Cậu không biết là bây giờ nhà nước đang lo tụi tàu cộng đến xâm lăng, nên mình phải lo phòng thủ biên giới. Rải chông thép dọc theo sông Ca Long, để lỡ tụi nó chơi trò biển người tràn qua thì vướng chông nằm đó. Nghe cụ nói đến đó tôi lạnh người. Mục đích của tôi trong chuyến đi này là vượt biên giới Việt Trung. Tôi không biết chính xác sẽ vượt biên giới ở chỗ nào, nhưng nếu như dọc theo biên giới hai nước được rải đầy loại chông thép, đế xi măng này, thì điều đó rõ ràng là một trở ngại đầy nguy hiểm cho tôi. Tôi lo ngại thăm dò, thưa cụ, biên giới mình với tàu dài cả mấy ngàn cây số như vậy thì lấy đâu chông thép mà rải cho nó hết được. Cụ bò giếng lắc đầu. Cái chuyện đó là nhà nước họ lo, mình là dân thì chỉ biết thiên lôi chỉ đâu đánh đó thôi. Thưa cụ, vậy xi măng là do dân tự túc hả cụ? Xi măng cát chông thép thì do xã cung cấp, mình thì lo nước và công làm. Tôi hỏi tiếp, tại sao sau khi làm xong cụ phải chở đến Tịnh Xá, bộ nhà nước không cho xe hơi đến chở chông đi cho cụ sao? Nhà nước họ lo chở từ huyện lên tỉnh, còn trong huyện thì dân chúng khắp các xã phải lo, nhà nào nhà nấy chở đến mấy địa điểm do huyện phân phối bố trí. Tôi đi chuyến này là chuyến thứ ba rồi, còn hai chuyến nữa thì hết. Khi đó cụ sẽ được nghỉ. Làm sao mà nghỉ được, hết chuyện này thì lại có chuyện khác. Đất nước mình đang sắp sửa có chiến tranh mà. Cụ xin tôi điếu thuốc nữa, tôi đưa gói thuốc cho cụ rồi hỏi. Vậy dọc theo biên giới mình chỉ rải chông, chăng, kẽm gai thôi sao? Cụ cười ha hả, cậu này sao mà ngây thơ quá vậy? Rải chông, chăng, kẽm gai là ngăn cản tụi tàu cộng, nó dùng biển người. Còn xe tăng, đại pháo nó tràn sang thì mình phải lo rải mìn chống tăng nữa chứ. Nghe đâu nhà nước đã cho rải cả mấy triệu trái mìn chống tăng rồi đó. Chỉ rải ở những chỗ xe tăng nó có thể tràn qua thôi. Còn những vùng rừng núi hiểm trở thì chỉ rải mìn cá nhân và chông là đủ rồi. Nhưng đó là những bí mật quân sự nên tôi chỉ biết đại khái vậy thôi. Chia tay cụ ba giếng ở Cẩm Phả. Tôi đi bộ được một đoạn vài cây số thì may mắn quá giang được một chiếc xe tải chở than đá đi Nà Pheo qua thị trấn Tiên Yên. Tài xế là một thanh niên chịu chơi gốc Hải Phòng, tuổi khoảng trên dưới 30, mắt xếch, lông mày rậm, hình lưỡi mác. Râu quai nón, tóc xoăn để từng lọn dài tới ngang vai. Hai cánh tay của anh gân guốc, xăm hình rồng cọp và mấy chữ tàu. Anh cho tôi biết tên của anh là H và do một mình lái xe đi Nà Pheo nên anh hào hiệp cho tôi ngồi ngay trong phòng lái. Nhờ vậy tôi cũng đỡ mệt mỏi và thoát khỏi ướt át lạnh lẽo khi gặp trận mưa thiệt lớn vào buổi chiều hôm đó. Dọc đường,
Anh kể cho tôi nghe những câu chuyện vô cùng thương tâm của những gia đình người Hoa từng sinh sống ở Hải Phòng cả mấy đời, nhưng vì đường lối thù nghịch giữa Trung Cộng và Việt Cộng nên họ đã trở thành nạn nhân, phải bỏ lại tất cả nhà cửa ruộng vườn, lên đường chạy về Trung Hoa. Khuya hôm đó, xe đến thị xã Tiên Yên. Anh Hát lái xe chở tôi đến tận bến xe của thị trấn và cẩn thận dặn tôi ngủ ngay tại bến xe, chờ xe đi Quảng Hà vì xe khách bấy giờ rất hiếm. Tối hôm đó nằm ở bến xe Tiên Yên, tôi trằn trọc không ngủ được. Từ Tiên Yên đi Móng Cái chỉ có khoảng 90 cây số đủ ngắn để tôi có thể quốc bộ trong 2 ngày đêm nếu tôi không quá giang được xe. Nhưng tôi biết đoạn đường càng gần tới đích thì nguy hiểm rình rập càng nhiều. Suốt thời gian ngót 1 năm qua, kể từ khi vượt ngục, tôi đã gặp không biết bao nhiêu may mắn, và càng gặp may mắn tôi lại càng lo ngại cho những nỗi bất hạnh đang chờ đợi. Điều nguy hiểm hơn là đoạn đường từ Tiên Yên đi Móng Cái hầu hết là bộ đội dân quân du kích hoặc công nhân quốc phòng. Thành phần dân sự và thanh niên xung phong rất ít. Thêm vào đó, trước nguy cơ bị Trung Cộng xâm lăng, đường từ Tiên Yên đi Móng Cái có rất nhiều trạm gác của các đơn vị bộ đội chủ lực của tỉnh đội, huyện đội, xã đội. Tất cả những trạm gác này có nhiệm vụ ngăn chặn gián điệp Trung Cộng xâm nhập. Vì thế, việc tôi đóng vai một thanh niên xung phong đi thăm thân nhân ở Móng Cái là điều rất dễ bị nghi ngờ nếu bị các trạm gác này xét hỏi giấy tờ. Qua nghiên cứu bản đồ và hỏi thăm đường xá kỹ càng, tôi biết được quốc lộ 4B chạy từ Tiên Yên đến Móng Cái dài khoảng 90 cây số. Trong tình huống cực kỳ khó khăn không thể đi ban ngày qua các trạm gác dọc đường, tôi sẽ phải đi ban đêm. Thời tiết lúc đó đã bước vào mùa đông nên lạnh giá, cộng với trời tối sẽ là những điều kiện gây khó khăn cho tôi không ít, nhưng trái lại cũng tạo thuận tiện giúp tôi vượt qua các trạm gác. Ở bến xe Tiên Yên đêm hôm đó cũng có khoảng hơn chục hành khách chờ xe, một nhóm 4 người bộ đội có mang theo súng ống đầy đủ. Qua trò chuyện giữa họ và những người trong bến xe, tôi biết họ được đi phép đặc biệt nay phải trở về đơn vị đóng ở Hải Ninh gần Móng Cái. Cả 4 người bộ đội đều trẻ măng và đều hăng say chửi Trung Cộng, còn lại là 3 người công an biên phòng đóng ở Hải Hòa thì ít nói, khi nói chỉ rầm rì với nhau. 2 vợ chồng công nhân ở Hải Đông thì mắc võng ngủ ly bì, không hề trò chuyện với ai. Người cuối cùng nằm ngay bên cạnh tôi là một cụ già khoảng 70 tuổi ở Trà Cổ, cách Móng Cái khoảng 7-8 cây số. Cụ là người vui vẻ trò chuyện với tất cả mọi người, nhất là tôi, vì cụ ngủ ngay cạnh bên tôi. Chờ xe đến trưa hôm đó, toán bộ đội và toán công an biên phòng đi quá giang được một đoàn quân xa, còn lại có mấy người dân thường, nên tôi và cụ mạnh dạn trò chuyện. Nhân dịp này tôi cũng khéo léo hỏi dò cụ về địa hình địa vật thị xã Móng Cái. Cụ bảo ngày xưa khi còn bé, cụ vẫn lội qua sông Kha Long vào mùa nước cạn để sang bên Đông Hưng Trung Quốc mua đồ lậu về bên Móng Cái bán. Nghe cụ nói vậy tôi mừng húm vội hỏi, thưa cụ, như vậy giữa Móng Cái và Đông Hưng chỉ cách nhau có con sông Ca Long. Cụ gật đầu, thì Móng Cái mình ở bên này sông Ca Long, còn Đông Hưng Trung Quốc thì ở bên kia sông Ca Long. Sông Ca Long có rộng không cụ? Mùa nước lớn thì khoảng 200 mét, còn mùa này thì chỉ hơn 100 mét. Như sức tôi ngày còn trẻ chỉ nhắm mắt sải vài sải là qua sông dễ dàng. Tôi mừng quá, vì thú thực cho đến lúc đó tôi chỉ thấy sông Ca Long trên bản đồ và nghe nói, chứ chưa hề biết nó rộng hẹp nông sâu như thế nào. Tôi hỏi tiếp, cụ nói ngày xưa mùa nước cạn cụ lội được qua sông Ca Long. Cụ cười, mắt lấm láy vẻ tinh nghịch, trông cụ như trẻ lại cả chục tuổi. Thì hồi đó có ngày nào mà tôi chẳng lội qua sông Ca Long. Hồi đó nước sông mùa cạn chỉ ngang đầu gối, tôi vừa lội vừa cúi xuống nhặt sỏi chọi nhau mà. Nhưng đó là cái thời tôi mới lên 10, cũng cách đây cả năm con giáp rồi còn gì. Bây giờ chả hiểu sao nước sông càng ngày càng sâu. Mùa nước cạn cũng phải một đầu một với, mà nước sông bây giờ cũng chảy xiết lắm. Mùa nước lũ con sông nó réo lên ầm ầm, đứng trên cầu ném miếng gỗ xuống chỉ thoáng chốc đã trôi mất tăm. Nghe cụ nói đứng trên cầu tôi mừng quá hỏi ngay, thưa cụ, sông Ca Long có cầu? Cụ gật đầu nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, cậu không biết chuyện đó sao? Cầu Ca Long có cả mấy chục năm nay rồi, nó là chiếc cầu biên giới bắc qua sông Ca Long, mà sông Ca Long là biên giới tự nhiên giữa mình với tàu. Tôi cố giữ vẻ tự nhiên, thưa cụ, con ở Hải Phòng, lên Móng Cái thăm người em lần này là lần đầu. Cụ gật đầu, cậu người Hải Phòng à, thế cậu có biết 6 vị người Đồ Sơn
Hải Phòng là người đã có công lập nên làng trà cổ cách đây mấy trăm năm không? Tôi luống cuống thưa cụ. Con mang tiếng người Hải Phòng nhưng là dân ngụ cư. Cụ cười ha hả. Cậu còn trẻ mà cũng biết dùng cái chữ ngụ cư là khá lắm đấy. Nói để cậu biết, cái cầu Ca Long được dựng lên từ thời Pháp thuộc, thay thế cái cầu treo hồi đó rất nguy hiểm. Lâu lâu lại có người bị rớt xuống sông Ca Long chết mất xác. Thưa bây giờ mình có còn đi lại qua cầu Ca Long được không? Cụ lắc đầu. Tôi không biết bây giờ thế nào, nhưng cách đây khoảng 2 tháng thì tôi còn ở đó thì bộ đội biên phòng mình chỉ cho qua cầu những người Hoa nào có giấy xuất cảnh của Việt Nam và giấy nhập cảnh do Tòa Đại sứ của Trung Cộng ở Hà Nội cấp. Cụ vừa nói đến đó thì người công nhân mắc võng ngủ ly bì bỗng lên tiếng, giọng ồm ồm. Bây giờ nội bất xuất, ngoại bất nhập rồi cụ ơi. Y nói nhưng vẫn trùm mền nằm trên võng. Cụ già ngạc nhiên, ủa ai nói với ông vậy? Giời đất, chuyện đó ai mà chả biết, đâu cần phải ai nói. Ông nói hay nhỉ, tôi ngồi sờ sờ ra đây mà tôi đâu có biết. Thì cụ đi đâu cả 2 tháng trời, nay mới trở lại thì làm sao cụ biết. Thời đại chiến tranh chống chủ nghĩa bá quyền của Trung Cộng, tình hình mỗi ngày mỗi khác, nói gì tới 2 tháng. Ông nói vậy thì cả mấy chục ngàn người Hoa bị nhà nước mình trục xuất, đang lũ lượt đổ về Móng Cái, làm sao họ sang bên Đông Hưng được. Đến đây thì người đàn ông ngồi dậy lột mền, để lộ gương mặt râu ria, tóc tai xồm xoàm. Y liếc mắt nhìn tôi, cặp mắt sắc lẻm, đầy vẻ soi mói. Tôi né tránh cặp mắt của y, tiếng ồm ồm của y lại cất lên. Cụ phải hiểu, trục xuất người Hoa là chuyện của mình, còn tiếp nhận người Hoa hay không là chuyện của họ. Bây giờ bên Trung Cộng họ đóng cửa biên giới, không chịu cho người Hoa vô nước của họ, thì mình đâu có làm cách nào đẩy người Hoa họ vô được. Cụ già gật gù, ừ, ông nói vậy thì có lý. Bên họ đã không nhận thì mình đâu có bắt ép họ qua cầu được. Người đàn ông có vẻ hứng chí. Thằng em của tôi là trung tá bộ đội biên phòng nên nó hiểu rất rõ tình hình trên đó. Nó bảo đây là âm mưu quỷ kế của tụi tàu cộng, chơi cái trò gậy ông đập lưng ông để chơi mình đó cụ ạ. Cụ già thắc mắc. Ông tha lỗi cho tôi. Ông nói đây là cái trò gậy ông đập lưng ông là thế nào? Ông nói rõ hơn được không? Thì cụ thấy rồi đó, nhà nước mình chơi trò trục xuất người Hoa để làm cho tụi tàu cộng nó bối rối, phải đối phó với hàng trăm ngàn Hoa Kiều khi về nước. Tụi tàu cộng nó dư sức biết đó là trò phá đám của mình, nên nó mới tương kế tụ kế ra lệnh đóng cửa biên giới, không cho người Hoa về nước. Kết cục là mấy trăm ngàn người Hoa bị kẹt bên nước mình, gây khốn khó cho mình. Cụ thấy đó, bây giờ dọc suốt biên giới toàn người Hoa là người Hoa. Chờ ở bến xe Tiên Yên suốt cả ngày hôm sau không có xe, tôi đành phải đi bộ. Hoàn cảnh của tôi lúc đó không cho phép tôi nấn ná ở bến xe Tiên Yên, vì ở lại thêm ngày nào là nguy hiểm thêm ngày ấy. Đoạn đường từ Tiên Yên đi Quảng Hà tương đối yên ổn, có nhiều người qua lại, nên tôi có thể đi ban ngày. Nhưng từ Quảng Hà trở đi, tình hình vô cùng căng thẳng, các trạm gác mọc lên san sát. Thường dân thanh niên xung phong đi lại cũng rất ít, nên tôi đành phải đi ban đêm, còn ban ngày thì chui vào rừng rậm ngủ. Có những đoạn đường thấy nguy hiểm quá, tôi đã cắt rừng để tránh những trạm gác dọc đường. Như tôi đã kể, suốt chặng đường vượt biên từ Hà Nội trở đi, tôi không hề mang theo quần áo đồ đạc gì, ngoài bộ quần áo mặc trên người, ít giấy tờ giấu trong người. Tôi chỉ mang có tấm hình Hồ Chí Minh và cuốn Ngục Trung Nhật Ký để đánh lừa công an, bộ đội ở các trạm gác dọc đường đi. Vì chỉ mặc có một bộ quần áo nên trước khi ngủ trong rừng, tôi phải lộn trái ra mặc cho quần áo khỏi dơ, kẻo không sẽ bị công an bộ đội hay người đi đường để ý. Tôi nhớ thời điểm đó đã cuối thu, chuẩn bị sang đông, nên thời tiết rất lạnh. Tôi chỉ mặc phong phanh có một bộ quần áo với một chiếc áo lót, nên lạnh lẽo vô cùng. Đêm nào cũng chỉ ngủ chập chờn, khi mà tôi đã quá mệt. Cuối tháng 9, tôi đến một làng nhỏ lâu ngày tôi quên mất tên. Làng này nằm cạnh quốc lộ 4B và cách biển không xa. Đứng ở trên ngọn đồi đầu làng, tôi có thể nghe tiếng sóng biển rì rào. Trèo lên ngọn đồi cao, tôi có thể trông thấy biển cả về phía đông, núi non trùng điệp về phía tây. Và nhìn lên phía bắc, tôi đã thấy cả một quầng ánh sáng sát ở chân trời. Tôi biết đó là thị trấn Đông Hưng bên Trung Cộng. Vì khi ấy thị xã Móng Cái có lệnh không được thắp đèn bật điện, nên cả thị xã tối om. Hầu hết những làng tôi gặp trên đường đi ở vùng từ Đầm Hà đổ lên đều vườn hoang nhà trống, vì dân chúng được lệnh sơ tán, chuẩn bị đối phó với nguy cơ bành trướng xâm lăng của bá quyền Trung Cộng. Riêng làng này từ trên đồi cao, tôi vẫn nhìn thấy có ánh đèn le lói thấp thoáng dưới một vài mái nhà. Lúc đó khoảng 7 giờ tối, nhưng trời đã tối mịt,
suốt 2 ngày trời đi bộ ngủ trong rừng, ăn uống thiếu thốn, không một hạt cơm nóng, một ngụm canh ngọn rau, nên tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Thêm vào đó vì luôn luôn sống trong tâm trạng của một người bị săn lùng, có thể bị bắt, bị bắn bất cứ lúc nào, nên tinh thần của tôi rất bạc nhược. Sau một hồi tính toán, tôi quyết định đi vô làng, tìm một nhà dân nào có thể tin cậy hoặc mua chuộc để mua hoặc xin đồ ăn. Theo con đường mòn từ trên đồi cao đi xuống làng, tôi thấy căn nhà đầu tiên cửa đóng, không có đèn đóm gì. Đoán không có ai ở nhà nên tôi không vô. Căn nhà thứ hai cách đó khoảng 20 thước, cũng cửa đóng im ỉm. Đi tiếp khoảng 500 thước đến căn nhà thứ ba, tôi thấy có ánh đèn và có tiếng người trò chuyện. Đứng ngoài xa quan sát, tôi thấy có 2 ông bà già cùng với 3 người con đang ngồi ăn cơm ngoài sân, bên cạnh ánh đèn dầu tù mù. Thấy đông người, tôi hơi ngại định bỏ đi, thì bỗng nhiên một con chó khá to từ trong nhà chạy về phía tôi sủa vang. Tôi lúng túng chưa kịp tính thế nào thì có ánh đèn bấm rọi về phía tôi. Biết bỏ đi sẽ bị gia đình nghi ngờ, nên tôi liều lĩnh chân bước thẳng vô trong sân, miệng lớn tiếng chào hỏi giọng thân mật. Chào bố mẹ, sao gia đình mình ăn cơm muộn vậy bố mẹ? Mấy người đang ăn cơm đều lố nhố đứng hết lên nhìn tôi, nhưng không một ai lên tiếng trả lời. Tôi hiểu ngay trong hoàn cảnh dân làng vùng gần biên giới Việt Trung, đang sống trong sự phập phùng lo sợ về một cuộc xâm lăng của Trung Cộng, bỗng dưng thấy người lạ đột ngột bước vô nhà, họ không thể không nghi ngại. Vì vậy tôi vội đoan đã nói tiếp, cháu là thanh niên xung phong trên đường đi công tác ở Móng Cái, đơn vị cháu đóng ở Đầm Hà, ngay quê ông Tùng, bí thư huyện ủy, chắc bố mẹ biết ông Tùng chứ nhỉ? Địa danh Đầm Hà và tên ông Tùng đều là những tin tức tôi đã thu lượm được trên đường đi để có thể đóng vai một người địa phương. Qua mặt các trạm kiểm soát trên đường, tôi đã thu thập các tin tức địa phương bằng phương pháp sâu đo, dùng những dữ kiện đã khai thác được ở xã A, nơi vừa đi qua, để dò hỏi nắm bắt những dữ kiện cần thiết ở xã B, nơi mình sắp đến, rồi sau đó dùng dữ kiện của xã B để khai thác xã C. Một khi đã biết được địa danh, tên, cá tính của chủ tịch, bí thư xã nơi vừa đi, tôi dễ dàng đóng vai người địa phương, làm quen với người này người nọ để dò hỏi địa danh. Quả nhiên, ngay khi tôi nhắc đến tên Tùng, mọi người trong gia đình đều vui vẻ coi tôi như người làng. Không khí căng thẳng lúc ban đầu đột nhiên biến mất. 3 người con tuổi khoảng trên dưới 20 đều đon đả chào tôi, rồi ngồi xuống mâm tiếp tục ăn cơm. Còn ông cụ thì kéo tôi lại chiếc chõng tre, vừa đi vừa oang oang nói, biết ông Tùng chủ tịch huyện chứ, ở cái huyện này thì ai mà chả biết ông Tùng. Tôi nói anh bỏ qua đi cho, ông Tùng là rể của làng tôi đấy. Chuyện này thì quả thực tôi không biết, nhưng qua những chuyện tôi đã thu thập được trên đường đi thì tôi biết vợ Tùng là Loan, bí thư xã Đầm Hà. Vì vậy tôi giả vờ ngạc nhiên nhưng thân mật hỏi ông, ủa, như vậy bà Loan vợ anh Tùng là con ai ở làng mình bố nhỉ? Ông cụ thích thú, giọng nói có vẻ ta đây. Anh cũng biết con Loan nữa à? Nó là con cô Quyền bán bánh đúc cuối xóm đấy, mà cô Quyền còn là em họ của vợ tôi nữa đấy. Tôi vui vẻ, một người làm quan cả họ được nhờ, như vậy làng mình cũng ít nhiều được hưởng bổng lộc của ông huyện Tùng bố nhỉ? Ông cụ gật gù, bổng lộc thì xưa nay chẳng có gì rõ ràng đâu, chỉ được cái thuế má thiên hạ phải nộp đủ đúng ngày giờ, còn làng mình thì chậm lại 1-2 tuần. Nhờ vậy nên chúng tôi cũng thư thả thu dọn đồ đạc mang đi từ từ, chứ bỏ lại hết thì xót xa lắm. Bà cụ đi tới cầm ngọn đèn dầu để lên chõng và hỏi tôi, anh đã cơm nước gì chưa? Tôi thú thực, dạ thú thực với bố mẹ là con chưa ăn tối, con đi công tác ở Móng Cái, nhưng lỡ xe đến đây thì đêm tối đi nữa sợ nguy hiểm, nên vào đây quấy quả bố mẹ. Bà cụ vui vẻ, chả dám, có gì đâu mà quấy quả. Biết cuộc sống của gia đình nghèo túng thiếu thốn nên tôi nói ngay, thưa bố mẹ, con đi công tác có tiêu chuẩn nhà nước cấp, vì vậy dù có vào ăn tiệm hay ăn nhà dân, con vẫn phải có bổn phận đóng góp, gọi là chút đỉnh với bố mẹ. Nói xong tôi lấy ra 2 tờ giấy bạc, trao cho bà cụ cầm 1 tờ, còn trả lại 1 tờ cho tôi và nói, giời đất ơi, anh ngồi ăn cơm với chúng tôi chỉ thêm đũa thêm bát chứ có tốn kém gì nhiều đâu, mà anh đưa lắm tiền thế này. Thôi chúng tôi cầm 1 tờ này là đủ rồi. Bà cụ đẩy đi, tôi đẩy lại một hồi, cuối cùng tôi nói, mẹ cứ cầm lấy đi, đó là tiêu chuẩn nhà nước cấp cho con 1 ngày. Nếu bây giờ con ăn không hết thì mẹ cho con xin 1 nắm cơm với ít muối mè để ngày mai con mang đi ăn đường. Nghe vậy bà cụ gật đầu, cẩn thận bỏ cả 2 tờ giấy bạc vào cái ruột tượng ở thắt lưng, rồi quay ra bảo mấy người con lo dọn cơm cho tôi ăn. Vừa ăn cơm xong thì có tiếng đàn bà gọi vọng từ ngoài ngõ, bà Lương ơi, sang mà chia thịt. Gọi xong không cần nghe bà Lương trả lời,
Người đàn bà bỏ đi ngay, tôi ngạc nhiên. Ủa, làng mình có hội hè đình đám gì hay sao mà chia thịt bố mẹ? Hội hè đình đám gì đâu anh, đi chia thịt trâu đó. Tôi thắc mắc, ủa, làng mình trâu bị chết dịch hả bố? Ông cụ lắc đầu, dịch gì đâu, trâu chết vì mìn chống tăng đó. Thấy tôi có vẻ ngơ ngác chưa hiểu, ông cụ nói tiếp, nhà nước họ gài mìn chống tăng ở khắp mọi nơi đề phòng khi tụi tàu nó xâm lăng, anh hiểu không? Nào ngờ đâu xe tăng của tụi tàu chưa đến, chỉ thấy trâu của mình thi nhau chết vì dẫm phải mìn. Chị nội, từ đầu tháng đến giờ làng này đã chết hết 4 con trâu rồi. Tôi lo ngại, bố bảo là nhà nước gài mìn chống tăng ở khắp mọi nơi. Ừ, khắp mọi nơi, mìn chống tăng có, mìn chống người có, đủ loại, đủ kiểu. Tôi phịa chuyện để thăm dò, con nghe ông Tùng nói là mình chỉ gài mìn dọc theo biên giới Việt Trung. Ông Lương cười như mếu, chỉ gài dọc theo biên giới thì ngăn chặn tụi cầu cộng làm sao được. Chúng dùng biển người thì người nó đổ vô cứ như thác như lũ ấy chứ. Tôi nói cho anh nghe, suốt cả một vùng đất từ Quang Thắng đổ lên đến biên giới bây giờ là toàn mìn toàn trông. Mìn của mình phải thiên la địa võng như vậy thì mới chống tụi được tụi tàu. Tối hôm đó tôi nằm trên chiếc chõng tre, nhưng dù mệt mỏi vô cùng tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Phần bị muỗi đốt, phần bị những bãi mìn mênh mông ám ảnh. Thú thực tôi đinh ninh nếu không vượt qua Trung Cộng theo ngã thị xã Móng Cái được, tôi sẽ chui vào rừng, cắt đường để bơi qua sông Ca Long, vượt qua biên giới. Nhưng nay đứng trước tình trạng mìn chống tăng, mìn cá nhân gài khắp nơi dọc theo biên giới hai nước, làm sao tôi có thể vượt qua những bãi mìn đó để đến được bờ sông Ca Long an toàn. Các bạn vừa nghe xong phần 26. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 27.